gặp bạn nam có quả giọng vừa dẻo vừa ngọt còn hơn con gái. Số 3 bạn tên gì hả số 3? Tớ tên Phong cậu. Gì? Tên Phong cậu. Ủa tôi dễ quá hả? Phải nồi hả? Để ý thôi. Trời ơi, giọng ra đây. Ông mạnh mẽ lên cái coi. Đâu cái giọng nói vậy mà mạnh mẽ gì hết. Con gái gì mạnh mẽ hơn tôi hả? Ủa bạn nói gì bạn? Bạn nói gì bạn số 3? Bạn nói lại tôi nghe cái này. Con gái gì mạnh mẽ hơn tôi anh đấy. Vậy ông yếu đuối đi để tôi mạnh mẽ tôi bảo vệ ông cho. Ai đưa nói sao quá tôi. Cái gì? Nói chuyện lớn lên coi trời. Sao tôi nói chuyện lớn không được? Sao vậy? Tại vì cho ai biết. Ủa mấy tuổi rồi? Ừ, em mới người 6 tuổi. Trời nghe giọng gì dẻo dẻo vậy trời. Chị bao nhiêu tuổi? Chị mới có 15 hả em ơi. Ủa thiệt mà ta. Ủa tôi muốn nói thiệt bộ. Thảo 15 hả? 25. Chứ bạn 95. Ông đừng nghe số 2 nó nói nha. Nó thấy Nó Cà Lâm đúng không? Nó bị Cà Lâm. Quê ở đâu? Ở Sóc Trăng á. Quê ông ở đâu? Tôi ở bên cái bạn. Hả? Quê tôi bên ngực trái bà. Bên đâu? Bên đâu không có nghe. Trời ơi, bên ngực trái bà đó mà. Ngực trái là trong tim á hả? Yeah. Ôi vãi ồ. Không hiểu luôn á. Dạ, giọng mình mà không chưa. Ừ. Ủa là cái giọng bạn nói giờ nó vậy không hả? Ừ, khi nào căng thì nó mới lớn. Còn khi nào mà không căng thì nó cũng lớn. Nó chứ quê bạn ở đâu vậy? Tôi nói thiệt á. Tôi hả? Quê tôi ở Tiền Giang. Tôi đang làm việc sống tại đâu đó. Ủa bạn 16 tuổi làm việc hả? Bạn giỡn mặt với tôi hả? Tôi chịu biết rồi bạn hư phải không? Ha? Ngoài cái xấu trai bị cái chân ngào. Nói chuyện với ông giống như là nói chuyện với mấy bạn xỉn xỉn á. Nghe giọng buồn ngủ.